Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Maliuska cho biết nước này có kế hoạch yêu cầu Nga bồi thường ít nhất là 300 tỷ đô la Mỹ. Số tiền 300 tỷ đô la Mỹ tương đương với khối tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phương Tây đóng băng. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Theo ước tính của Trường Kinh tế Kiev, thiệt hại về cơ sở hạ tầng của Ukraine sau hơn nửa năm chiến sự đã vượt 114 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng đầu tư châu Âu hồi cuối tháng 6 cho rằng Ukraine có thể cần tới 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ cho công cuộc tái thiết.